Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh và ngành y tế, các địa phương đã nhanh chóng kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo diễn biến mới của dịch. Tính đến 17 giờ ngày 28 tháng 7, toàn tỉnh đã rà soát thống kê được 1.292 trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về. Hiện đã cách ly 950 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 7 người và tự cách ly tại nhà là 943 người. Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát người đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về từ ngày 12 tháng 7 năm 2020, hướng dẫn khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, tập trung điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan, tuyên truyền vận động người dân thực hiện khai báo y tế. Hiện tại, người dân có thể khai báo y tế theo hai cách. Cách thứ nhất là trên máy tính qua địa chỉ là tờkhaiyt.vn và cách thứ hai là người dân có thể tự khai báo y tế trên điện thoại thông minh, sử dụng qua phần mềm nCoV trên các app ứng dụng của điện thoại. Sau khi người dân đã khai báo trên phần mềm điện thoại di động hoặc trên trang web tờkhaiyt.vn của Bộ Y tế, thì mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật và Sở Y tế sẽ tiến hành xác minh các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.